Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình về được hai cái thùng hàng. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui thùng để giới thiệu với anh em. Anh em lưu ý nha, trong video này thì mình chưa có thể báo giá được cho anh em do hàng nó nằm lung tung hết trơn á. Anh em nào xem video muốn mua hàng thì có thể chụp hình cái món hàng lại gửi qua Zalo mình sẽ báo giá cho anh em. Cái số Zalo thì mình có để ở trên tiêu đề nha, anh em lưu ý nha. Rồi, do hôm nay có hai thùng lận thì mình sẽ khui trước một thùng, thùng này để sau ha, nên cũng có thể là chia qua ra hai cái video khác nhau, anh em chú ý theo dõi ha. Rồi, cho thùng này qua bên đi nha. Hai thùng này cũng nhiều lắm á, tặng thùng này 20 kg, thùng kia 25 kg, là quá xa nhiều luôn. Video có thể là hơi dài ha, bây giờ tiến hành khui thùng nha anh em. Đây là cái cảm giác thích nhất khi mua hàng thôi, có khi thích khui thùng thôi chứ cũng chưa chắc thích đã xài. Anh em thấy con dao mình khui thùng nó quen không? Nè, dao này bữa trước mình cắt ra từ cái con Honjaki nó bị nứt á, lấy mình xài luôn. Con này là thép, nó cứng nguyên khối luôn á ha. Đây nó phần mũi nè, phê chưa? Để coi view này đẹp chưa ha, quá đẹp luôn. Giờ tiến hành khui thôi, bữa nay nhiều hàng quá nó không có gói cái bọc đen đen nữa sao ta. Bữa nay mình đi chơi, đi về quê mới lên hồi đầu tuần, bữa nay hàng về luôn. Hàng này là gửi trước lễ, là nhưng mà do lễ nên ở Việt Nam mình nghỉ á. Wow, cái con đầu tiên là mình thấy nó là rất là vip rồi đó. Thấy cái hộp đó là mình đã đoán ra là dao gì luôn, cái hộp rất là đặc biệt. Đây toàn mấy con dao vip vip không có gì nè. Bóc tem màu đỏ trước đi cho nó đỏ ha. Đang trên sân thượng mà bữa nay nó nắng thì thôi rồi luôn, đổ mồ hôi đùm nộp luôn. Vỏ gỗ anh em, này vỏ gỗ đi kèm này của Takayuki ha, Sakai Takayuki. Con này là Yanagiba, Yanagiba Kenkata gì đó. Quá đẹp, dao còn cực kỳ đẹp luôn, rồi chưa mở ra đã biết dao còn cực kỳ đẹp. Đó, đẹp chưa? Cây này thép bạc ba nha anh em, cực kỳ đầm tay luôn. Con này không biết 30 hay 33 cm gì đó, 30 33 vậy, quá đẹp luôn. Dao còn cực kỳ mới luôn nha anh em. Hàng này cực kỳ hiếm luôn, có cái vỏ gỗ đây nè. Đó, hình như mình thấy còn cái mạt giá nữa hay gì á, không cái này không thấy. Cái này tầm 10 mười mấy triệu nha anh em, cái hộp không vừa nên họ bỏ ra ngoài. Con này của Sakai Takayuki, nó tên của nó là Kengata, Yanagiba Kengata, giống như một cái kiếm đi ha. Hàng cực kỳ hiếm luôn anh em, giá mới thì nó bán trên 20 triệu á. Cây này thì tầm 11 12 triệu gì đó. Đó, cây số 1 Sakai Takayuki. Cái tiếp theo cái gì đây, gì gói dữ gì đó, giờ mới xài Honjaki đó anh em.
Honda Key không nguyên vẹn. Chứ không phải Honda Key nguyên vẹn nha. Cây này cái cán mình làm nó bằng gỗ ổn định, gỗ gỗ xoài. Gỗ xoài á, chứ không phải xoài mình nha. Xoài của châu Âu. Cái này gì đây? À, Masamoto hả? Gì giấy tờ còn nguyên trên trời. Không biết. Khui ra mới biết. Không biết cái gì luôn. Này cái giấy gì không biết. Cái đề 3. Đề 3 Masamoto. Cái này cây này Miyoroshi đề 3, cây này chắc 27 30 gì đó. Chắc cỡ 25 26 vậy ha. Dao còn khá là đẹp. Mép mỏng quá nè, mài mép zero nè, không mép zero. Rất là mỏng, dễ bị mẻ lắm. Nên mài micro bevel nha anh em. Phải có góc micro á, nó mới giúp cái dao mình nó bền hơn, cái lưỡi dao nó cứng hơn. Tuy rằng nó không có ngọt bằng nhưng mà đổi lại thì cái lưỡi dao mình nó đỡ mẻ. Còn nhiều anh em á rất là thích gốc zero do nó cắt cực kỳ bén, cực kỳ ngọt nhưng mà cực kỳ dễ mẻ luôn. Sơ sẩy một chút là mẻ. Mà anh em biết thì dao single bevel á nó mài nó chua lắm. Mài một bên, ngoài cứ mài một bên hoài nó chua lắm. Mấy cái con mà double bevel á thì mình mài hai bên, mài qua mài lại thấy nó lẹ. Ồ, còn con single thì thôi mài chua lẹ luôn. Đây có cái hộp gì biểu vậy ta? Cái hộp này làm giả gỗ. Rồi hàng này VIP luôn, siêu VIP luôn. Con Yanagi 3. Yanagi 3 của Taruyasu Fujiwara. Con này 27 cm nha anh em. 270 mm. Nè. 270 mm ha. Con này phiên bản Maboroshi, hàng đã qua sử dụng rồi. Yanagi 3 là mà ốp không gỉ nha anh em, ốp không gỉ à, loại giấy trắng số 1 ha. Cây này cái người sử dụng không biết mài nè, mài cái mép này nó xấu luôn rồi. Cây này chắc chắn mình sẽ sửa lại, cái mép nó sẽ đẹp hơn. Cây này là 27 cm ha. Hàng cực kỳ hiếm luôn rồi. Giá mới hình như chắc 77.000 yên á. 15 16 triệu ha. 15 16 triệu mình mới nói là giá web thôi nha. Chưa có còn nhiều vấn đề lắm. Mới giá web thôi đó nha. Giá về đến Việt Nam nó sẽ ở một mức giá khác nữa. Nhưng mà Yana của hãng này cực kỳ hiếm. Anh em thấy dao khi mà cắt băng keo á, nó bám băng keo lên nè. Không phải nó nhanh cùng nhưng mà do bị băng keo nó dính lên lưỡi á. Này không có gói và cái giấy đầy cái bọc ni lông đen đó. Khui hộp nó lẹ. Này gì đây? Đề 3. Cái này còn đẹp lắm. Đề 3 khâu sừng luôn. Trắng đẹp mới tinh. Chưa qua sử dụng. À, đây đẹp đẹp không à. Cái Santoku mới chưa sử dụng luôn. Cái này mình nhớ là sẽ có nguyên một bộ 4 cây. Cái này Santoku phiên bản MX của hãng Sakaitoji.
thép molybdenum, cây này cây D3 nè, cầm nặng là biết cây D3 liền, đúng không? Cây D3 này 16.5 ha. Cây D3 này mắc cực kỳ luôn á, 30.000 yên hay 33.000 yên gì đó. Cái này sẽ có nguyên một bộ, mình để đây đi, lát sẽ có hai cây nữa, mình nhớ là nó 4 cây lận. Thấy cái thùng dao nhiều kinh khủng không? Đợt này nhiều kinh khủng luôn á. Gom chắc cũng hơn tháng rồi. Cái gì 130mm đây. À, Petty. À, cui hộp hơi độc đáo hàng. Ô. Oh, có vỏ gỗ luôn. Petty SG2 của Takamura nha anh em. Mới 100% luôn. Thép SG2 à, 130mm. Ê. Đâu được. Chốt vỏ gỗ. Được chưa không? Rồi. Vừa ha. Đó. Cái mua cây này được lại được cái vỏ gỗ nha anh em. Takamura SG2 và đã rồi quăng nắp rồi đây mệt mỏi. Đây ha, SR2 ha, thép bột nè. Một cây này, cây này một cây D3, cây này của Sakatoji gia công nè. D3 molybdenum, thấy cái cách phong cách lại hệt nhưng mà nó gia công cho hãng khác nên nó in hãng khác nha anh em. Cây này mua lâu quá mình cũng không nhớ luôn á, tại hàng quá anh em phải biết phải mua phải gom từ từ. Cái gì 240mm đây, Dito 240mm, thép molybdenum vanadium của hãng Hisa Shige, phải Shige Fusa thì đã quá ha. Shige Fusa thì mắc tiền lắm, cái này thì chắc cũng hàng trung bình thôi, xài ngon lành. Mizuno UX10 240. Cây này dao chưa sử dụng nha anh em. Cái hộp ngày xưa làm khác ha. Thép của thị điển nè. Udi Hum. Để coi cho mình nó có ghi mắc thép không. Chỉ có 5960 HRC. Mấy ông Nhật độc chiêu lắm nha anh em. Mấy cái thép mà họ sử dụng của nước ngoài á, họ không bao giờ họ nói. Chưa qua sử dụng nha anh em, hàng này hàng tồn kho ha, rất là lâu rồi, phiên bản này rất là lâu rồi, tại vì bây giờ cái họ xài cái hộp khác rồi. Mới chưa qua sử dụng nè, 21.000 yên à. Giảm giá còn 21.000 nè ha, chứ giá mới thì hiện tại không có 21.000 đâu. Giao này 21.000 thì mình sẽ bán 4 triệu mấy nha anh em. Đó, giá có đó trình hình đàng hoàng đó. Này chắc Yanagi 3 quá. Yanagi 3. Ồ, có Kiritsuke nữa ha. Để kiểm tra điện thoại cái coi. Máy quay. Cây này là gì? Yanagi 3. Cái này gì đây?
Đây có cây của Masamoto nữa nè. Có vỏ gỗ luôn ha. Dao còn mới tinh. Trời cứng vậy. À, cây này cũng Yanagi giống Kiritsuke ha anh em. Dao còn cực kỳ đẹp luôn. Của Tsubaya, thép bạc số 3 ha. Cây này 24 cm. Có thể là 25 26 gì luôn á. 27 luôn á. Em lấy cái thước. Thấy vẻ 27 ha, 27 thì ngon quá. 26 nè, size 27 nè. Lưỡi bén 26 là size 27 luôn, chắc chắn. Quá ngon. Cây Masamoto này bao nhiêu sen lắm, cây này giống 30 sen trời. 30 rồi. Yuto Masamoto. Wow. Cây này Yuto Masamoto KS ha. Này KS hay là thị điển ta? Để lát kiểm tra lại ha. Quá đẹp. Còn quá mới luôn. Lưỡi bén 29 này, size 30 nè. Cái này không biết xếp thị điển hay thép trắng. Chắc thép giấy trắng này. Phiên bản KS này. Đây còn cái này chế, à, cái này chế cái chốt được nè. Toàn hàng khủng bố không? Mấy cái nặng nặng này là cái gì đây? Nặng nặng là mấy cái lưỡi dao. Để mình coi thử đây là cái lưỡi gì. Tính khui lấy ra con lưỡi thôi, cho cái này nó nằm trong này, trong lôi đầu nó ra. Lưỡi đầy ba. Đề 3 anh em. Đây đề 3 170 ha. Được 5 6 lưỡi vậy ạ. Lưỡi này thì mình bán giá 850 ha. 850 bao ship. Thép của Yasugi, thép trắng á. Rồi, này lưỡi đây nè, khỏi khui đi ha. Giống nhau. Mấy cây Yanagi 3 giống nhau. Ok. Gì đây, gì đây. Gì cán màu đen, cán độc chiêu gì. Cây Maguro. Cái dao cắt cá ngừ của Sushin, cái này thép bạc 3. Mấy cây này tại cái bảng nó làm nhỏ nha anh em, chứ không phải nó teo ha. Dao này dao mới tinh thì nó cũng có bảng nó cũng nhỏ xíu à. Anh em thấy cái cán nó làm biết không, thấy nó nhỏ ha.
Cái chỗ này bị nứt cái khâu rồi nè. Marugo thép bạc 3 ha. Cây này chắc tầm 6 triệu, 6 triệu rưỡi vậy. Ok, còn con lạch. Đây có cái hộp của Kiwara. Chính xác luôn. Thấy cái hộp là biết. Gito. Fujiwara Gito 195 mm. Cái này làm hình như 20 luôn nè. 195 mà làm dư tới 20 luôn á. Biết cây mà. Này phiên bản không có cái fingerless nha anh em. Phiên bản không có fingerless, cây này làm hàm ép khá mỏng à. Các thái thì bao ngon luôn. Cây này chắc tầm 5 triệu 5 triệu 5 triệu 2 đó. Vệ sinh rồi lại. Ở đây có một cây Fujiwara nữa nè. Cây này giống mới nha. Cây này phiên bản Denka nè. Yuto Denka. Dao này mới 100% luôn nha anh em. Đẹp. Hạ gốc khá mỏng. Chỗ này cắt ngọt ngọt xớt luôn. Cây này hiện nay rơi vào tầm khoảng 13 triệu 8 anh em. Dao mới. Dài rồi, mấy cái này cái lưỡi bó kiểu đó khó đem ra quá làm biến. Cái này gì, mấy cái hộp không, cái này cái hộp không nha hiệu, hộp sẽ có lưỡi đi kèm, dưới là nguyên cái thùng gì ta, mình mua lâu rồi bây giờ mình không nhớ luôn á, giờ chỉ khui ra rồi biết thôi. Đây có hai cái dao này, hai cái dao kia nữa đâu ta, nguyên bộ nó 4 cây lận. Thấy mặt ông già là biết rồi nha anh em, là biết dao của ai ha. À, cái này nguyên set của họ luôn nè. Đây là một cái kéo. Kéo này chắc cắt gà rồi được quá. Kéo là đút vô đây nè. Cái này cây Yuto. Yuto 195. Mới chưa sử dụng nha, bộ này là mới chưa sử dụng. Bộ này tầm 10 triệu rưỡi 11 triệu vậy đó anh em. Kinakiri. Làm cái bản bự thối thác chưa biết. Đó.
nguyên bộ ha, này là nguyên bộ không có bán lẻ được rồi, cặp này mấy cái này không bán lẻ được rồi. Đây gì đây, thùng mày dắt dao mới quá, dao mới à, quá đẹp. Nakiri, Nakiri ốp không gỉ, lõi thép xanh nha anh em, của Yasuda. Cái này mới 100% nha anh em, Nasiji mà có vân búa luôn. Mấy cây này giá bình dân nè, rất là dễ xài, chịu mấy cây thôi. Đây cũng của hàng luôn, đợt này mới được mớ một loại được mấy cây. Dao này phải săn rồi mới được chứ không tự nhiên có đâu ha, có dao giá rẻ lấy, còn nhập giá mới từ cửa hàng ra thì giá nó rất là cao. Đã bán giá gì nhiều anh em còn nói bán mắc thì nữa. Dao này Vito 200mm thép VG10 mới 100% luôn ha. Cây này làm cắt thái cực kỳ đã luôn, đẹp nữa, hoàn thiện rất là đẹp. Cái này giống nhau nha anh em, mỗi loại được có 6 cây thôi. Cây này thì tầm 2 triệu rưỡi vậy đó, 2 triệu rưỡi. Nakiri Gito VG10, con này là Gito xanh nè, Gito 200mm ốp không gỉ loại xanh nè. Cái này thì mình thấy không, đợt trước hình như về được 3 cây hay vậy, đợt này được 6 cây hơn trước hết rồi nha anh em. Quá đẹp luôn. Cái này thì tầm 2 triệu 9, 3 triệu gì đó. Nhớ đợt trước mình bán 3 triệu. Đợt này có 6 cây thì chắc có rẻ hơn một chút. Tầm 2 triệu 9 nè. Vậy rồi cái này đồ của ông anh kèm theo cái gì rồi, không phải của mình, nhìn không ra. Cái gì á không biết luôn thôi này bỏ qua đi, này của ông anh gửi kèm theo, mình không phải của mình để lại. Rồi thùng này hết rồi anh em, kết thúc video đây ha anh em, chú ý theo dõi video tiếp theo ha, còn thùng nữa. Ai chà.